những cái lời chúc tốt đẹp cũng như là những cái món quà ý nghĩa nhất mà những người đàn ông luôn luôn dành cho tất cả những người phụ nữ, đó chính là những cái sự hạnh phúc. Tôi luôn luôn muốn tạo ra thật là nhiều những tiếng cười cũng như là những cái niềm hạnh phúc cho tất cả những người phụ nữ, vì họ luôn luôn xứng đáng được hạnh phúc, họ luôn luôn xứng đáng được sự yêu thương từ tất cả những cánh đàn ông. Vì bản thân luôn nghĩ rằng là không phải chỉ ngày 8 tháng 3 thì phụ nữ mới được hạnh phúc, tất cả những ngày trong năm họ đều xứng đáng được những nụ cười, những tình yêu thương cũng như là những sự hạnh phúc. Chúc một ngày 8 tháng 3 thật ý nghĩa. Kế hoạch của Nu ngày 8 tháng 3 đó là Nu sẽ đến với người phụ nữ của khắp nơi, chứ không phải là chỉ ở với những người phụ nữ bên cạnh của mình. Nhưng mà với Nu thì những người phụ nữ bên cạnh Nu thì ngày nào cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng mà ngày 8 tháng 3 thì Nu xin được phép dành cái sự xuất hiện của mình cũng như là dành những cái tình yêu thương của mình cho khán giả nữ ở khắp nơi ở Việt Nam. Năm nay là một năm Nu đang lắng nghe bản thân mình rất là nhiều. Nu không vội vã như những năm trước đây. Nu lắng nghe bản thân mình rất là nhiều và Nu hy vọng rằng là sẽ sớm có được nhiều những cái chất xúc tác để Nu ra mắt những cái sản phẩm sắp tới đây với tất cả quý vị khán giả.